Chúng ta sẽ đi vào đến cái mục sổ C, đó là hồ sơ khai bổ sung, hồ sơ khai thuế. Thì ở đây có một cái lưu ý là với những cái thuế, tờ khai thuế mà mình cứ kê khai sai thì mình sẽ được kê khai bổ sung. Nhưng riêng cái phần thuế thu nhập cá nhân nó có một cái quy định khá là đặc biệt, đó là trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì chỉ được kê khai một lần vào cuối năm tài chính thôi. Thì khi làm kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà bị sai mình khai bổ sung thì đồng thời mình sẽ phải khai bổ sung lại tờ khai hàng tháng, hàng quý. Cái quy định này là mới. Còn cái quy định cũ ấy là khi mà thuế thu nhập cá nhân mình sai sai tờ khai quyết toán mình thì mình chỉ kê khai bổ sung tờ khai quyết toán thôi, không phải kê khai tờ khai bổ sung hàng tháng, hàng quý nữa. Còn bây giờ thì phải kê khai đồng thời. Quý có sai sót này dẫn đến là khi kê khai đồng thời như thế nó sẽ phát sinh số thuế nộp thiếu, số thuế trả phạt chậm nộp. Đó thì đấy là cái cơ sở để cơ quan thuế tính tiền thuế thiếu và tiền tiền phạt chậm nộp. Được chưa ạ? Lưu ý tiếp theo đó là hồ sơ khai thuế bổ sung tính từ hồ sơ tiếp theo của hồ sơ khai thuế lần đầu. Có nghĩa là như thế nào? Chỗ này mình giải thích một chút. Giả sử mình tờ kê khai thuế VAT đi, thuế giá trị gia tăng. Tờ khai lần đầu mình nộp theo theo quý nhé. Ví dụ mình đang nộp quý 2 đi. Tờ khai lần đầu mình đang nộp là ngày 25 tháng 7, là ngày hôm nay đi chẳng hạn. Đấy lại, đây là quý 2 năm 23. Thì tờ khai lần đầu mình đang nộp là ngày 25 tháng 7. Thế nhưng mà mình sẽ phát hiện là tờ khai này bị sai. Hôm đến ngày 29 tháng 7 mình phát hiện sai. Được chưa ạ? Thì mình sẽ làm nộp lại cái tờ khai tiếp theo. Thì thông thường á, à, cái quy định cũ ấy, khi ngày 29 tháng 7 mình phát hiện sai mình nộp lại thì đấy vẫn là tờ khai lần đầu. Yeah. Nhưng mà theo cái quy định hiện hành ấy, quy định mới theo thông tư 80 ấy, thì cái ngày 29 tháng 7 khi mình phát hiện sai thì mình nộp lại tờ khai thì đây lại là tờ khai bổ sung. Đó, tức là nó chỉ có một tờ khai lần đầu thôi. Tất cả những cái tờ khai nộp sau tờ khai lần đầu đều là tờ khai bổ sung. Cái này mọi người lưu ý nhé. Bởi vì là hạn kê khai thuế của quý 2 nó là ngày 31 tháng 7, dẫn đến là ngày 29 tháng 7 nó vẫn nằm trong hạn kê khai. Nhưng mà mình làm nộp lần thứ hai rồi nên nó là tờ khai bổ sung, nên nó không thể là tờ khai lần đầu được. Chỉ có một tờ khai lần đầu thôi, không có hai tờ khai lần đầu. Quy định cũ ngày xưa trước cái thông tư 80 này thì sẽ là có rất nhiều tờ khai lần đầu nếu mình vẫn nằm trong đúng cái hạn kê khai. Thì cứ lần đầu số 1 bị sai thì nộp lại thì nó lại coi như là lần đầu. Bây giờ nó sẽ không như thế nữa, nó chỉ có một tờ khai lần đầu thôi. Tất cả các nộp lần nộp tiếp theo nó sẽ là tờ khai bổ sung. Nên chỗ này là mọi người lưu ý nha, để tránh trường hợp là lại tiếp tục làm cái tờ khai lần đầu nữa nộp là hồ sơ của mình sẽ bị sai đó.